Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh của anh Trúc Channel. Thì trên tay của mình đây là iPhone 8 Plus nha các bạn. Thì cái hôm bữa có thấy các bạn hỏi thắc mắc là tại sao cái iPhone 8 Plus của mình mà nhiều bạn sao mà khi cập nhật cái phiên bản beta xong RC xong lại muốn về chính thức thì không có được nhá. Thì mình cũng đã cũng bị những cái trường hợp như vậy nha. Khi là mình vào cái này nha, cái này của mình đang là bản RC đúng không? Đây. Thì mình vào cập nhật phần mềm này mình không có thấy bản chính thức, mặc dù mình đã xóa cái beta profile đi rồi nha. Thì đây. Đây này, trong cái này beta profile trước có một cái ở đây thì mình cái phiên bản này của mình đang RC xong mình xóa cái profile ấy đi thì là nó không có cái bản chính thức cập nhật. Thì mình theo mình biết thì là đây như bên máy bên này là khi mà mình cài cái profile và nó sẽ có một cái app là feedback như thế này nhé các bạn. Nhưng mà khi mà mình xóa cái app feedback này à xin mình xóa profile đi là mất cái app feedback này đi nha. Thì cái phiên bản RC nhau lại cái phiên bản iOS 16 chính thức ấy là nó có cái mã giống nhau, đó là 20A362 nha các bạn. Thì nó giống y chang nhau luôn, nên là khi các bạn xóa cái profile thì nó chỉ mất cái app feedback ấy đi và tự nó trở thành chính thức luôn nha. Đấy thì mình tại vì tại làm sao mình biết được cái đó là nó tự trở thành chính thức luôn, thì là trước mình có vào cái App Store này các bạn. Mình đánh giá trên cái các ứng dụng đó mình xếp hạng các ứng dụng đó. Ví dụ như mình đánh giá 1 sao, 2 sao, 3 sao gì đó. Vì là mình thấy là nó ghi là cái phiên bản này là phiên bản beta cho cái nhà phát triển đó, nên là không thể đánh giá được đó. Còn bây giờ thì mình có thể đánh giá được rồi, nên là đâm ra là mình mới biết được cái bản của mình là bản chính thức luôn. Có nghĩa là cái khi các bạn xóa cái beta profile đi thì cái phiên bản beta đấy nó RC đấy nó cũng chính là bản chính thức luôn nha các bạn. Tại vì là nó mất cái app feedback ấy đi rồi là nhau, với lại cái thứ hai là nó cùng mã với phiên bản chính thức thì nó sẽ là chính thức luôn nha. Đấy. Cái này mình cũng không biết nguyên nhân tại sao đâu nhé, nhưng mà lúc mà mình cập nhật lên mình cũng thấy nó như vậy rồi. Còn đây cũng là 8 và lướt như của mình thì hôm nay mình lại cài lại cái beta profile mới rồi. Và mình cũng đã lên phiên bản iOS 16 beta 1 rồi nhé. Đây. Các bạn có thể thấy ở đây là phiên bản iOS 16 beta 1 này. À iOS 16.1 beta 1 này các bạn. Đấy nhá, cái phiên bản iOS 16.1 beta 1 này thì mình mới lên sáng nay để mình test game cho các bạn nhé, test cái tính năng cho các bạn xem nhé. Thì khi mà lên phiên bản iOS 16 beta 1 này thì mình thấy là cái vấn đề về bàn phím đó. Mình lên cái phiên bản iOS 16 thì các bạn có thể thấy là gõ cái phím như mình viết là lâu lâu nha. Cái ví dụ như iOS 16 chính thức á là ví dụ như mình viết chữ bờ ô bô sắc bố này đấy cũng đúng không? Đó thì là mình viết chữ bờ ô này, thế thì nó không lên chữ ô lại ra bờ o o. Đó, thế nên là nó bị lỗi cái chỗ đấy, nhưng mà lâu lâu nó mới bị, không phải lúc nào nó cũng bị nha các bạn. Đó là phiên bản iOS 16 chính thức, nhưng khi mình lên beta 1 thì mình thấy cái bàn phím gõ nó nhanh hơn mà nó đỡ bị rồi nha. Nó không có bị cái hiện tượng như vậy nữa nha. Đấy. Còn phiên bản iOS 16 chính thức về cái hiệu năng của nó mà khi chơi game ấy thì các bạn mình thấy hôm bữa mình test là chơi game Liên Quân Mobile các thứ vẫn rất là mượt nha. Rất là ngon, ổn định ở trên con iPhone 8 Plus này nha. Tuy nhiên là sau đó hôm nay mình chơi game thử thì mình lại thấy là nó có cái hiện tượng bị nóng và bị lag nha các bạn. Có nghĩa là iOS 16 chính thức ấy, thì nó sẽ có một cái hiện tượng bị nóng này, bị giật và bị lag. Nếu mà các bạn để nó nóng quá lên thì nó sẽ lag thôi. Nếu như kiểu mình đang sử dụng mà mình đeo ốp lưng như vậy thì nó sẽ nóng lên và nó lag này. Còn khi các bạn chơi game mà các bạn không 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 đeo ốp lưng hoặc là các bạn bật quạt gió mát mẻ thì nó sẽ không bị lag nhé. Đấy. Đấy là cái phiên bản iOS 16.1 mình mà muốn nói với các bạn nhé. Còn iOS 16 nhé, còn cái phiên bản iOS 16.1 beta 1 này thì lên cái phiên bản mới này thì mình thấy là nó có một cái số tính năng mới, như nó là phần trăm pin cho mọi nhà. Có nghĩa là cái tính năng này nó sẽ là cho cái hiển thị cái phần trăm pin cho nhiều cái iPhone này mới cả đời cao hơn á, mà nó có đợt trước là nó chỉ ra cho một số phiên bản à, một số máy thì có phần hiện phần trăm pin, một số máy thì không, thì bây giờ nó cho các máy hiện phần trăm pin hết ở trên cái mục ấy luôn nha. Đấy, với cái thứ hai vào cái mục pin á thì các bạn có thể thấy ở đây là cũng là 8 Plus nha, phiên bản 15.6.1 này pin này đó, và cái phiên bản của 15.6.1 này đấy, với lại cái phiên bản pin ở trên tay của mình đây thì các bạn có thể thấy là nó thay đổi giao diện này này, là tình trạng pin, và còn bên này là tình trạng pin và sạc. Có nghĩa là các bạn có thể kiểm tra được cả tình trạng sạc, nếu mà sạc có vấn đề gì đó là nó sẽ báo ở trên này luôn nha. Đấy, hay là nó còn gọi là sạc năng lượng sạch nha, có nghĩa là nó cho phép các bạn kiểm tra về cái chất lượng sạc của các bạn nha, với lại nó cho thêm một cái số tính năng về sạc nha. Đấy thì nó khác nhau một cái số giao điểm giao diện như vậy. Còn về những cái tính năng nhỏ khác nó cũng thêm một cái vài tính năng nhỏ khác, nhưng mà nó nằm ở trên iPhone đời cao hơn. Ví dụ như các bạn chụp ảnh màn hình thì cái phím xong nó sẽ hiện ở dưới này, nhưng giờ nó chuyển đến trên này cho nó dễ sử dụng hơn nhé. Nói chung là những cái tính năng nó chỉ dành cho iPhone này mới hơn thôi nhé các bạn.
ngoài ra còn không có tính năng gì khác nữa nhé. Thì cái video này của mình nhá, thì thứ nhất là cũng là để nói về cái iOS 16 chính thức tại sao mà lại không có cái bản cập nhật ra là như vậy, và cái thứ hai là mình nói giới thiệu luôn về cái phiên bản iOS 16.1 nhé. Thì iOS 16.1 beta 1 đó, thì mình sau khi hôm nay mình tải về và mình chơi game Liên Quân thử thì là nó cũng có cái hiện tượng là nó cũng không có hiện tượng giật lag quá nhiều nhé, nhưng mà nó cũng có cái hiện tượng là khá là nóng lên nhẹ nhé. So với lại 16 chính thức thì nó cũng không khác gì nhiều nhé, nhưng mà nó cũng có hiện tượng nóng lên nhẹ nhé các bạn. Đấy là cái video, nhưng mà để nói là ổn định nhất thì mình khuyên các bạn vẫn nên để là phiên bản iOS 15.6.1 nhé. Còn nhiều bạn hỏi bạn mình là có tại sao có nên lên bản iOS 15.7 không, thì mình thấy cái phiên bản iOS 15.7 thì nhiều kênh YouTube review là cái phím của nó, cái bàn phím khi nhập đó, nó bị đỡ, bị đơ, bị giật lag hơn. Cũng tùy vào một cái số đời máy, một số dòng máy mà nó có thể mượt hơn nhé. Thì các bạn xem ở những cái kênh khác mà các bạn thấy là cái phiên cái máy khác, các ví dụ như mình đang dùng là 8 Plus thì mình không thể biết được cái 7 Plus là iPhone X nó như thế nào được. Nhưng mà nếu mà những cái iPhone khác mà ở phiên bản iOS 15.7 ổn định thì các bạn thấy người khác review ổn định thì các bạn nên lên nhé. Còn ở bên mình thì mình khi mình test con 8 Plus này thì mình thấy cái phiên bản iOS 15.7 chính thức là nó không ngon bằng cái phiên bản iOS 16 nhé. Mình thấy nó chỉ đỡ hơn cái bàn phím thôi, còn mình thấy khi mà chơi game thì mình test thấy mới vào game là thấy giật lag rồi, chứ không không chơi một thời gian là thấy giật lag rồi, nhưng nó cũng không cần ghi màn hình nhé. Đó là những cái điều mình cần nói nhé. Video này của mình đến đây kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video test game iOS 16.1 beta 1 nhé.